Hello, chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai, kênh chia sẻ cùng nhau phát triển. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe. Các bạn thân mến, tiếp tục chương trình ký sự bonsai. Hôm nay ngày 8 tháng 11 2020, năm Thu đến cái vườn kiện Văn Bình, tọa lạc tại thành phố Di An của tỉnh Bình Dương để chia sẻ với các bạn về lô hàng mà anh Bình cũng muốn giao lưu cho các bạn ha. Các bạn thân mến, thì năm Thu vẫn giữ quan điểm là không tham gia mua bán. Mọi liên lạc các bạn gọi trực tiếp cho anh Bình theo số điện thoại là 0915973499. Năm Thu nhắc lại số điện thoại là 0915973499. Và bây giờ xin mời các bạn chúng ta cùng nhau gặp lại anh Bình để nhờ anh Bình báo giá ha. Rồi xong chưa các chú hộ mình ơi, hello chào Bình. Dạ em chào anh Năm. Dạ chào các cô bác anh chị chúng ta yêu cây kiện trên toàn quốc. Hôm nay vườn kiện Văn Bình tiếp tục báo giá một số chủng loại cây tới cô bác anh chị để cô bác anh chị chúng ta tham khảo. Cũng mong được cô bác anh chị chúng ta nhiệt tình ủng hộ. Rồi. Trước khi chào sản phẩm mình, nhắc lại cách thức kinh doanh của nhà vườn của mình. Dạ, cái cách thức kinh doanh của vườn em thì cũng như thường lệ thôi. Thì bây giờ là em sẽ bao ship cho toàn quốc. Bao ship tất cả các tỉnh trong toàn quốc. Còn cô bác nào mà tới nhà mà lấy cây được thì em sẽ trừ lại cho cái tiền ship. Tiền ship. Em chỉ cần cô bác ở xa thì đặt cọc cho em trước một ít để làm tin thôi. Còn cô bác anh chị ở trong thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Bình Dương và thành phố Biên Hòa thì chỉ cần chốt cây rồi em đem cây tới rồi thu tiền thôi anh em. Rồi ok. Thôi không mất thời gian cô bác anh chị, chúng ta bắt đầu tiến hành làm việc. Em số 1, em đầu tiên là em gì đây? Dạ em này là em kim quýt anh ơi. Kim quýt được tạo dáng bạc phong ha. Dạ. Kim quýt. Này cây nó già mà cây bự lắm á. Nhìn cái thấy cái thế này cái mình liên tưởng tới cái bão miền Trung ha. Gió thổi quằn quại cây quằn quại nghiêng về một phía. Rồi, báo cáo thông số. Chiều cao là 61. Tàn và từ bên này qua bên này là 66. Cây này hoành nó lớn lắm anh. Hoành của cái bệ là 50. Hoành của cái thân chỗ này là 25. Kim quýt, em số 1. Kim quýt số 1 này được chào giá là 5 triệu 2 anh ơi. 5 triệu 200 nghìn đồng, giá đã có ship. Vâng, xin mời em kế tiếp. Quá bự luôn, em số 1 bự rồi, em số 2 còn bự hơn nữa. Thứ hai là cái gì vậy ta? Cây này... Túc anh ơi. Cái túc hả? Này nó ra lá đọt đỏ. Cái túc số 2 này nó nhặt lá hết rồi. Này lá nó ra khi nó ra là nó đỏ đỏ này. Đẹp lắm. Rồi, báo cáo thông số. Chiều cao là 63. Tàn của từ bên này qua bên này là 87. Quanh của cái bệ này là 105 cho là 100 này. Không có quanh của cái thân ở trên chỗ này. Còn cái thân trên chỗ này là 32. Em số 2, cái túc được chào giá là... Cái túc này được chào giá là 4 triệu 9 anh ơi. 4 triệu 900 nghìn đồng. Rồi, vâng, xin mời em kế tiếp. Cái
tiếp cái gì đây? Sâm trái, dán đổ. Sâm trái dán đổ này. Trước tiên cho bà cô bác và anh chị thấy được cái gốc của nó ha. Từ từ xem thấy được cái dáng đổ của nó. Rồi, bà có thông số luôn. Dáng đổ bao nhiêu đây? Chiều dài của từ trên đỉnh này xuống là 88. Quanh của cái thân chỗ này là 8. Cái này cây số 3 đúng không? Cây số 3, cây hả? Cây số 3. Cây số 3, sâm trái số 3 này được chào giá là 2.9 anh ơi. 2.9. Rồi, ok. Xin mời em số 4. Số 4 là em gì đây? Em nệm gì? Cái bạch chỉ. Cái bạch chỉ. Bạch chỉ hay chỉ? Bạch chỉ. Số 4 cây bạch chỉ. Chắc cây nào bóng màu trắng hả? Dạ. Đúng rồi. Rồi, ok. Ở có thông số luôn. Số 4 cây bạch chỉ. Chiều cao là 46. Tàn và từ bên này qua bên này là 68. Quanh là 48. Rồi, em số 4 có tên là bạch chỉ. Bạch chỉ số 4 này được chào giá là 2.1 triệu. Chào giá là 2.1 triệu. Rồi, xin mời em khác. Em khác đây, sam trái. Cây sam trái các bạn. Số 5 là một cây sam trái. Số 5 là cây sam trái. Cây đang cho rất nhiều trái, cây già lắm anh. Cây này chỉ gần là già, khỏi nói rồi. Cây số 5, cây sam trái. Cây xanh trái cho thì đi một cái khác để cho nó. Rồi, báo cáo thông số luôn. Chiều cao là 47. Tàn của từ bên này qua bên này là 54. Đo vành của một thân thôi nha. Vành của một thân chỗ này là 8. Cái này số 5 đúng không? Cây số 5. Sâm trái số 5 được chào giá là 2.5 triệu. 2.5 triệu. Rồi, xin mời em số 6. 6 là em gì đây? Em Hải Châu anh ơi. Hải Châu dáng đổ. Này nó không lớn lắm nhưng mà già cây lắm anh. Châu dán đổ mang mã số 6 và báo cáo phân số luôn. Chiều cao 23. Tàn đổ xuống là đi 44. Quanh của cái thân ở đây là 12. Hải Châu là được chào giá là 2.4 triệu anh. 2.4 triệu. Hải Châu mang mã số 6. Rồi, xin vâng. Xin mời kế tiếp là em mang mã số 7. Này là cây sam trái hay bông đây? Không rõ giới tính thì không, tính là bông. Không rõ giới tính thì cho là sam bông. Nếu các bạn mua những em này giá thì giá sam bông, nhưng có thể là trái ha. Hên thì nó ra trái, bông hên thì nó ra bông.
Giá thì giá sâm bông. Giá sâm bông. Chiều cao là 33. Tàng của từ bên này qua bên này là 36. Cụm này lớn phết á, 23. Bên gốc là 23. Cái sâm này được chào giá là 800 ngàn anh. 800 ngàn. Đã bao gồm cả phí ship hết nha. Rồi, xin mời em số 8. Số 8 là cây này, cây kim tiền phải không ta? Dạ. Yeah. Kim tiền. À, kim tiền được chế tác thành cái dáng đổ là rất là quái. Kim tiền. Lũa nè. Lũa cứng rắc cân. Cây rất nghệ thuật luôn. Vẻ nó vặn vẹo đẹp. Rồi, báo cáo thông số em này tiền luôn. Báo cáo thông số em tiền. Báo cáo thông số em tiền. Chiều cao là 41. Tàng ở từ trên này xuống, từ trên cái đỉnh này xuống đến đây là 61. Quanh của cái bề chỗ này là 47. Quanh của cái eo chỗ này là 35. Cây khủng đó anh. Góc bề khủng á. Rồi, em này được chào giá là bao nhiêu em tiền? Được chào giá là... Kiếm tiền này được chào giá là 3 triệu. 3 triệu, à. Rồi, xin mời cô nàng số 8. Ý số 9 chứ. Số 9. Cái này cái gì? Số 7 rồi anh. Số 9. Cái gì đó ta? Từ bi. Cái từ bi hả? À. Đang có bông mới giấy đây anh. À, cái đầu nó bạc phết ha. Đang có bông nha. Từ bi. Trong còn chỗ đây để mấy cây này nhé. Từ bi. À, cái từ bi. Rồi báo cáo thông số cái từ bi luôn. Nó có chút lũa đây anh. À. Lũa rừng luôn á. Đang có bông có trái không? Chiều cao 30. Tán rộng bên này qua bên này là 45. Quanh ở bên này là 35. Từ bi. Từ bi được chào giá là 1 triệu 2 em. 1 triệu 2. Rồi, xin mời em 10, mang mã số 10. Số 10, cái gì mà có lũa nhiều quá trời nè trời. Chắc nghệ anh. Cái gì? Chắc nghệ. Chắc nghệ hả? Dạ. À, trắc nghệ. Ông Bình không có nhiều cây lạ ha. Trắc nghệ. À, gỗ đó ha. À, lũa. Lũa. Quay lũa cho Nam xem thử. À, còn thấy lũa nữa ha. À, lũa đây. Này có cái bệ rất đẹp anh. À. Cây nghệ thuật. À, lũa đây. Bệ đó. Cái số 10, mang cái số 10 là cái trắc nghệ. À, phần trên nó đây. Nó dán cong. À. Rồi, ok, báo cáo thông số. Chiều cao 50. Tàng 42. Quanh 53. Quanh thân chỗ này là 19. Chắc này được chào giá là 2 triệu 7. Được chào giá là 2 triệu 7. Số 10. Các bạn thân mến, lô hàng được báo giá vào ngày 8 tháng 11 2020. Mọi liên lạc các bạn gọi cho anh Bình theo số là 0915973499. Và bây giờ tiếp tục chia sẻ các bạn là số 11 là cái sâm trái. Sâm trái anh ơi. Cái này già lắm, quạnh lớn lắm. Số 11 là sâm trái.
Rồi, báo cáo thông số. Chiều cao 30, tăng độ 34, bản thân 13, rồi em xăm cháy mang mã số 11, được chào giá là nó được chào giá 2.6 anh, 2.6 cây rất đẹp. Rồi ok, xin mời em số 12. 12 cây này là cây sâm hương hả? Đúng phải không? Sâm ngọc. Sâm ngọc rồi, ngọc với hương tôi lộn hoài, thằng ngọc. Sâm ngọc. Sâm hương lá bự ha. Sâm ngọc. Cây này là có lúa này. Lúa này. Ở dưới cái cây dưới kia kìa. Rồi, báo cáo thanh thông số của cây sâm ngọc luôn. Bẻ sắc rất đẹp. Chiều cao 28. Tàn của từ bên này qua bên này là 85. 85. Vành nó lớn. Vành gốc 70. Rồi, cây này được chào giá là sâm ngọc là số mấy đây anh? Số 12. Sâm ngọc số 12 này được chào giá là 4 triệu anh ơi. 4 triệu. Rồi, xin mời em khác. Số 13 là cây bông trang. Bông trang đỏ hay cam đây? Trang đỏ. Trang đỏ. À, nguyên bụi ha. Bụi gốc bự các bạn. Gốc bự lắm anh. Năm thân. Cầm bẻ liền năm thân. Nó đang có bông rồi anh. Bông đang ra nhiều lắm. À, đang cương nụ. Trang này đúng dạng lùng lực á. Số 13 nữa. Này cái chậu mà gần 1 triệu bạc. Đây là cái chậu 700 ngàn. Rồi, để báo cáo một số luôn. Chiều cao là 40. Tàn từ bên này qua bên này là 64. Quanh là 47. Rồi, em trang đỏ được chào giá là? Trang đỏ được chào giá là 7 triệu anh ơi. 7 triệu. Rồi, ok. À, xin mời em số 14 mang trời ơi, xíu vô cái chân là tiêu chân. À, số 14. Số 14 là cây sam này trái hay bông đây? Trái anh ơi. Sam trái. À, thấy trái rồi. Chơi đèn thấy rồi. Nó chật, nó nặng thì cháu cứ để tạm ở chỗ nào cũng được. Không cần phải để đúng vị trí. Túc từ từ rồi dời, nó vô chân là chết. Rồi mình dời sau chứ có nặng lắm cháu. Rồi. Mấy cây nặng là cứ để được chỗ nào là cứ để được. Em số 14, em sam trái. Dạ. À, các bạn lưu ý đây là những sản phẩm của vườn kiểng Văn Bình được bao ship toàn quốc ha. Giá này giá đã có ship. Dạ hết rồi. Dạ. Số 14 xăm trái. Dạ. Quá là dạ. Chiều cao là 45. Đang đổ từ trên này xuống này là 78.
Còn cái này là 13. Số 14, xăm trái. Em xăm được... trái số 14 này được chào giá hả bạn? 3 triệu 7 anh ơi. 3 triệu 7 nha các bạn. À quên, 4 triệu 7. 4 triệu 7. Nói lộn á. Nói lộn, lộn lần nữa không? 7. Có lộn nữa không? Dạ không. Xin lỗi cô bác, 4 triệu 7 nha. 4 triệu 7. Số mấy nè anh? Số 14. Rồi, ok, xin mời em số 15. Số 15 là cái đa đa phải không? Cái đa đa. Có con chim đa đa nó đậu cành đa là cây này đây nè các bạn. Con chim nó đậu cành của cây này đây, chim đa đa. Cây đa đa. Chiều cao là 46. Tàn của từ bên này qua bên này là 58. Gần bể của nó là 59. Rồi, em đa đa. Cái đa đa này được chào giá là 3 triệu rưỡi anh ơi. Chào giá là 3 triệu rưỡi. Em đa đa mang mã số 15. Rồi, vâng, xin mời kế tiếp mời em mang mã số 16. Sam gì đây? Cái này cái sam trái đó. Sam trái. Sam trái già lắm, trái rồi gốc đây. Thấy rồi. Nhiều lúc chói nắng nhìn không thấy. Cái này rồi, cái bẹ thân đẹp lắm. Em số 16. Chiều cao 28. Đang từ bên này qua bên này là 44. Sắm trái nè. Quanh với cái chỗ này là 16. Xăm trái luồng lực bữa này là gốc bự lắm đây. Rồi, em xăm trái. Em này được chào giá là... Em này được chào giá là 2 triệu rưỡi anh ơi. 2 triệu rưỡi. Rồi, ok. Xin mời em số 17. Là em xăm gì? Xăm trái luôn. Đỉnh không anh? Đỉnh. Xăm trái. Xăm trái. Em mà rất là già cây. Này là hàng kiếp rồi. Đây là hàng. Đây là hàng. Quay chi hình bên dưới. Rồi, hàng đi coi. Dâm tay chi tay ha. Các bạn thấy không? Nhánh nó cứng mà nó to, nó dốc đều hết. To vót từ chân xuống dưới luôn. Bên này luôn. Cái này nó nhiều tiền nữa. Xăm trái. Xăm trái mang mã số 17. Đây, xem các bạn xem kỳ ha, chi ta. Rồi, ok. Số 17. Chiều cao là 49. Tàn của từ bên này qua bên này là 68. Quanh của cái này là 42. Số mấy đây? Em số 17. Xăm trái số 17. Được chào giá là? Được chào giá là 22 triệu. 22 triệu. Đây những cái tác phẩm đã hoàn thành. 22 triệu. 22 triệu. Rồi, xin mời em mang mã số 18. Ồ, 18 là cây sam ngọc. Một bệ sam ngọc. Sam ngọc. Cực kỳ khủng luôn nha. Thuần chậu lâu lắm rồi. Trời ơi, cây cối nó mọc âm tùm đây này. Cây đang cho trái cho bông ở trên rất nhiều rồi. Mặt trước mặt sau đẹp như nhau. Rồi, cây sam ngọc nguyên bể luôn. Cây và lũa chen nhau thành một tạo thành một tác phẩm mà cái rất là ấn tượng.
Rồi, báo cáo thông số. Chiều cao là 66. Tang của từ bên này qua bên này là 77. Vần này của cái bệ này là 68. Đẹp không anh? Cái này đẹp, đẹp không? Đẹp, cái này đẹp. Rất đẹp. Số 18 cái xâm lập. Rất đẹp luôn. À, chào giá là số mấy? Số 18. Xâm ngọc số 18 này được chào giá là 7 triệu. 7 triệu. Rồi, ok. À, xin mời em số 19. Chính cũng là xâm ngọc. Tiếp tục là mời em xâm ngọc. Cái nào bẻ anh đẹp. Số 19. Chiều cao 40. Chiều dài của tàng là 59. Quanh chỗ này là 44. Xâm ngọc được chào giá là 3 triệu 4 anh. Em số 19 xâm ngọc được chào giá là 3 triệu 4. Rồi ok. À, xin mời em số 20. Xăm trái anh ơi, trái này, trái trùm ghê chứ. Số 20. Cái này giá đẹp á. À, hai em nữa, Bình ơi. Để đi hai em này. Ờ, hai em này. Cái này. Hai em. Sạch. Ba em nữa đi. Ba em nữa đi, giờ cuối cùng em đi cái này. Rồi, đưa xuống đi. Chắc cũng bị đi cái sạch. Rồi, à, báo cáo thông số đi. Chiều cao là 25. Tàng là 24. Bình thân là 9. Rồi, được chào giá. Xăm trái được chào giá là 2 triệu anh. 2 triệu. Rồi, xin mời em mang mã số 20. Cây này là cây già lùng lực nhỏ. Số 21. Là em này, em xanh hả? Em xanh. Xanh gì đây? Xanh quê anh ơi. Xanh quê. À. Xanh quê mà lá nó như cái móng rồi này. Nó già lá móng luôn rồi. Nó già cú rồi. Rồi, báo cáo thông số. Chiều cao là 47. Sang đây để khanh cái cây này nha. Cắm đằng sau chú. Chiều dài của tàng là 60. Quanh của các cụm là 65. Sang quê được chào giá là 2 triệu 3. 2 triệu 3, rồi ok. Xin mời em số 22 là gì đây? 22 là cây này là cây si ha. Si. Si bông. Ủa nặng quá ha. Si, bông thẳng si. 22. Si anh ơi. Cái này cũng khủng á. 22 là cái C.
Rồi, báo cáo thông số. Chiều cao là 80. Tăng và từ bên này qua bên này là 83. Quần bệ là 106. Quần thân chỗ này là 50. Rồi. Em số 22 MC được chào giá là? Cái si được chào giá là 5 triệu anh ơi. 5 triệu, rồi. Vâng, à, xin mời. Em khác. Đấy đó. Cái trọng này vui lại để cho cậu đó. Kéo là... Kéo à. Lại cậu đó để... À, số 23 là cây này cái gì đây? Em làm gì? Răng. Răng tô hú hả? Đâu, đâu phải. Răng nhiều lúc hay. Hả? Thằng cháu nhiều lúc hay. Ờ, răng tô hú. Không phải, nhiều lúc hỏi tên gì nó nói răng rồi nha. Ý là nó không hiểu, nó quên, nó nói răng rồi nha. Là nó nhớ, nó gọi răng. Và răng. Thằng cháu hay. À. Có những lúc tự nhiên mình lại đang mãi cái gì là quên cái tên này. À. Đại sĩ mới nhớ này. Rồi, báo cáo thông số. Nhớ được, nó đã đọc rồi. Găng. Cái này số mấy em? Số 23. Chiều cao là 65. Tang của từ bên này qua bên này là 67. Đây này lớn lắm anh ơi. Bệ 100. Em số 23 này em tên là cái găng bên găng tô hú đúng không? Rồi được chào giá là bao nhiêu đây? 3 triệu anh ơi. Được chào giá là 3 triệu. Và các bạn thân yêu ơi, cuối cùng là em mang mã số 24. Đây là em này có tên là cây gì đây ta? Cây là cây này, cây lộc vân. Lộc vân ha. Rồi em thôi sẽ cảnh lộc vân luôn. Đây. Nó nặng lắm, không bê lên được. Không bê được các bạn. To, nó cao, nó nặng lắm. Rồi, em báo cáo thông số cây lộc vườn này luôn đi. Thông số cây là chiều cao là 1m6. Tàng của nó là 1m7. Quần bệ của nó là 1m70. Quần thân là 51. Rồi, em này, cuối cùng là chào giá là bao nhiêu đây? Cái lộc vườn là chào giá là 11 triệu anh ơi. 11 triệu cái lộc vườn này các bạn. Cái lộc vườn mang mã số 24 cũng là kết thúc. Cứ quay cận cảnh hết sao. Kết thúc cái chương trình là báo giá vào ngày 8 tháng 11 2020 năm thôi. Cũng là rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem hết clip này ha. Nếu các bạn mà thấy clip phù hợp thì các bạn nhấn like, nhấn chuông ủng hộ tinh thần cho năm thôi. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký để nhận được ra từ nông thôn những video mới nhất các bạn ha. Thôi Bình ơi, em cũng đến nói chuyện là chia tay với cô bác anh chị rồi ha. Rồi. Dạ, quý clip rồi thì cũng xin kính chào cô bác anh chị chúng ta trên khắp mọi miền. Chúc cô bác anh chị chúng ta thật nhiều sức khỏe và tiếp tục đồng hành và ủng hộ cho bên Kiện Văn Bình. Dạ, xin chào và xin cảm ơn. Rồi, bye bye các bạn yêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những lần phát sóng kế tiếp các bạn ha. Bye bye.